Xin chào các bạn, hôm nay đến với chuyên mục lì xì mua gì vào ngày mùng 2 Tết thì chúng ta sẽ cùng làm Racing Boy vào ngày Tết, nhưng không phải Racing Boy bằng xe máy trong ảnh này, mà chúng ta sẽ Racing Boy bằng ô tô với một cái vô lăng mình thấy khá là mới, đó chính là chiếc PXN V9. Chiếc vô lăng này có giá hiện tại là 3,5 triệu, và hôm nay mặc dù là mùng 2 Tết nhưng Hà Nội Computer vẫn bán hàng xin Tết. Anh em nếu mà xem xong máu đi mua là mua ngay lập tức, đến thẳng bốn mặt Thái Hà mua luôn. Các bạn biết tin gì chưa? Hà Nội Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Và đây là một chiếc vô lăng mình đánh giá nó có mức giá khá là tốt, tại vì nó chỉ có khoảng 3,5 triệu thôi. Và nó tương thích với rất nhiều nhá. Nó tương thích với cả PS3, PS4, Nintendo Switch này, Xbox One này và cả máy tính nữa. Nên là anh em muốn về muốn cắm gì thì cắm. Và ở xung quanh hộp thì chúng ta sẽ có phần sau này, chúng ta có một cái vô lăng này, chúng ta có một cái bộ bàn đạp và chân ga côn, hình như là côn chân ga, và ra là cần số rất đầy đủ nhá. Và anh em không phải chi kiểm với cái vô lăng khác, anh em mua chỉ có mỗi cục vô lăng thôi, mà còn mua về phải mua thêm cần số nữa. Đây là đủ hết cần số rồi. Mở hộp ra này. PXN là một cái sản phẩm khá là mới, và sản phẩm của họ thì chủ yếu vào những cái mục dành cho chơi game. Đây chắc là phụ kiện này. Chúng ta có mấy cái, đây là cho PS4 và Xbox One nhá, dây USB, PS4 và Xbox One. Chúng ta có cái giấy cảm ơn của PXN, chúng ta cũng hướng dẫn sử dụng rất là dày. Để mình thì cũng chưa, mình không khoái game đua xe lắm nên mình cũng chưa dùng nhiều mấy cái vô lăng kiểu này bao giờ. Nhưng hôm nay mình sẽ thử nghiệm đầu tiên về cái vô lăng. Và mình thì cũng chưa có bằng lái ô tô, nên là mình hy vọng hôm nay lái sẽ không công ở đâu cả. Rồi, đây là bộ cần đạp côn ga. Rồi, tổng thể nhá, khi mở hộp ra này, chúng ta sẽ có một cái, đây là cái cần, cái bàn đạp ga, một cái vô lăng, và đây là mấy cái mấu cho các bạn gắn vào bàn này. Và đây có lẽ là hộp phụ kiện của, đây, đây là cái kẹp. Rồi nhá, thì mình đầu tiên, đối với cảm giác đầu tiên khi mình cầm vào những cái này, thì do là có mức giá khá là rẻ nên là các bạn sẽ không thể nào mà có chất lượng build hoàn thiện nó tốt và ngon được những chiếc vô lăng như Logitech G9. Với Logitech G9 giá là gấp mấy lần cái vô lăng này. Và cái bán kính xoay các bạn là từ 270 đến 900 độ, nên là có thể khá là thoải mái. Thì mình đang quay là 900 độ. Rồi, chúng ta sau có là hai cái cần số, sang số. Trên là, đây là mấy cái nút ấn di chuyển trái phải, mấy cái chế độ. Mình thì cũng chưa dùng mấy cái vô lăng kiểu này bao giờ, nên là mình cũng sẽ vừa chơi vừa tìm hiểu xem như nào. Và cái vô lăng này phù hợp nhất cho anh em chơi những game đua xe, đặc biệt là những game đua xe dạng giả lập như là Dirt hay là Grid hay là Euro Truck Simulator. Và bây giờ mình sẽ cắm thử vào luôn. Đây là cái chân đạp, chân ga phanh gì đó, và chân côn nữa. Ba chân này mình cảm thấy lực đàn hồi khá là tốt. Đến lúc mới mở ra khỏi hộp nhá, lực đàn hồi khá tốt, còn dùng lâu như nào thì mình không biết. Và đây là cần số. Cần số này thì mình thấy nó không giống như cần số chỗ ô tô lắm. Nó hơi hơi ngắn. Còn như nào thì mình chưa biết, bây giờ mình sẽ cắm thử nhá. Theo lời khuyên của mấy anh em thì mình nên cắm con này trước khi mình vào game. Đây mình đã tải sẵn Euro Truck Simulator rồi. Thì ở phía dưới nhá. Chúng ta có 5 cái mấu này rất chắc chắn này. Đây là cái bàn mình để 5 cái mấu này cực kỳ chắc chắn. Ăn gắn là bàn phát là ngon lành, thoải mái, mê ly. Và nếu muốn chắc chắn hơn nữa thì họ cũng cho chúng ta, đó chính là hai cái vít này. Các bạn kẹp thẳng cái này vào bàn là các bạn là gái thoải mái luôn. Và đây là cái bộ cần số, mình sẽ làm cần số vào luôn. Cái bộ này anh em thực sự là mình đang nên dùng ý, thì nên có cái bàn rộng một chút. Tại vì setup cái bàn này và anh em là có điều kiện hơn nữa ấy, thì có thể trang bị hệ thống 3 màn hình như trước mình hôm trước mình đã giới thiệu, đó chính là cái bộ ROG Bezel Free Kit. Đây mình sẽ cắm vào đây trước. Cần số này, đây đằng sau chúng ta có cổng USB này, tai nghe luôn, cắm tai nghe luôn rất là xịn sò. Cái chân ga thì mình phải để ở dưới. Và cuối cùng đó chính là tay, cái cổng USB. Kết nối thì mình thấy là khá là đơn giản và dễ dàng.
Và theo như hãng PXN thì họ còn bảo là có thể điều khiển được tất cả thông số của cái vô lăng này thông qua Bluetooth, nên các bạn đỡ phải sờ vào máy tính. Rồi bây giờ mình sẽ máy đang nhận rồi nhá. Mình để tạm đây, các bạn nào mà dùng ở nhà thì các bạn nên gắn cho mình, đó chính là cái bộ kẹp này để kẹp thẳng chặt vào bàn. Nhưng mà đặc điểm này thì hơi buồn một cái là cái chân ga này thì họ không cho chúng ta một cái gọi là cái gì nhỉ? Cái phần mấu nó cao su chắc chắn hơn một tí, tại vì để như này thì anh em để sàn để đâu ấy thì đạp mạnh thì có thể nó sẽ bị rung một tí. Nhưng mà nhìn chung thì nó khá là ổn. Nhưng mà mình thích hơn nếu họ cho ra cái vít thẳng vào dưới sàn ấy, thích hơn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử nhá. Thì nãy mình có mua một game, đó chính là game Dirt, nhưng mà để chơi, nhưng mà với tình trạng là down, phải down hơn 100GB như này này, nên là thôi chúng mình sẽ hẹn lại ở video sau chơi cái Dirt. Chúng ta chơi tạm trước, đó chính là cái đâu anh ạ, Eurotruck Simulator. Đây rồi. Mình chưa lái ô tô bao giờ, mình chỉ lái ô tô bằng phím mà lên xuống trái phải thôi. Nên là này, các bạn bảo, nó bảo để mình so sánh với cảm giác lái ô tô thật ấy thì hơi khó. Đây nhá, bắt đầu chúng ta tôi thích hoàn toàn nhá, đây là R1 là số này. Lên số này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 số. Đây là số lùi, số lùi 2 rồi. Rồi đây có hai cái cần để các bạn có thể gạt số rồi nhá. Các bạn thấy mình có thể gạt số khá thoải mái ở đây. Rồi, đây cũng là kèm, phải kèm sinh nhan luôn. Rồi. Mình cảm nhận có một chút sự delay hơi nhẹ, không nhiều lắm. Vâng, ngay phát đầu tiên chúng ta đã toang rồi, tại vì mình đã bị kẹt xe phía cái tường rào. Cái xe ở tường rào. Mình sẽ lùi thử xe nhà rồi, ok. Rồi. Ui. Vâng, mình vừa gây ra vụ tai nạn hơi nhẹ. Mình không biết thế nào, bây giờ chúng ta phải làm gì. Rồi, mình sẽ thử quay lại khu quay lại khu khác. Vâng. Ngay từ đầu ở cái mục mà mình đi ra xe khỏi gara mình đã không đi được rồi. Mình đã ra được khỏi gara rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải tiếp đến bước là chúng ta làm sao đi được, tại vì chúng ta đi sai làn. Về những cái ban đầu mình thấy thì thực ra do Eurotruck Simulator là một game nó khá là kiểu mô phỏng ấy, và mình là một người chưa có bằng lái ô tô nên mình cũng không biết là cái khả năng lái của mình khá là kém. Nhưng mà về cái cảm giác sử dụng cái vô lăng PXN đấy thì với cái mức giá của nó là hơn 3,5 triệu thì những cái gì nó mang lại cả một bộ, chúng ta bao gồm là có cả cái vô lăng này, cả bàn đạp và cả cần số, thì cả mắt lái xe nó khá là tốt. Và các bạn nào thích như kiểu mình thử nghiệm lái và mang về kiểu như là đua xe những game như là Need for Speed, hay là những game hay lái kiểu như là vui vẻ như là Truck Simulator này, thì đây là một cái sản phẩm khá là tốt. Về chất lượng hoàn thiện tất nhiên thì chiếc như là PXN này không thể nào chất lượng hoàn thiện nó đẹp như là những cái chiếc mà Logitech, vô lăng Logitech. Nhưng mà bù lại với cái mức giá rất là rẻ, được coi là khá là rẻ, là 3,5 triệu, thì anh em có đầy đủ chọn bộ cả một cái bàn đạp, một cái vô lăng, một cái cần số. Và cần số thì mình thấy là nó khá là ổn ấy. Thì đây là một sản phẩm rất hay để cho anh em chơi Tết. Và hẹn gặp lại anh em vào ngày mùng 3 Tết nhá. Chúng mình sẽ có một sản phẩm tiếp theo, đó chính là tất cả những cái tay cầm mà anh em nên mua cho dịp Tết này để chơi game ngoài những game lái xe. Anh em phải chơi game bằng tay cầm rất nhiều game. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em vào mùng 3 Tết.